Thưa quý vị và các bạn, luôn nhận về mình phần việc khó, làm được những điều ít ai nghĩ tới và những sản phẩm họ làm ra đều mang giá trị. Họ chính là những trí thức, nhà khoa học và nghệ sĩ yêu nghề, say mê lao động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm và khát khao cống hiến. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những người như thế. Tâm huyết, đam mê, lấy khó khăn trong thực tiễn là mục tiêu nghiên cứu khoa học. 23 năm công tác tại Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, tiến sĩ Phan Công Kiên đã cho ra đời 15 giống nho ăn tươi, nho làm rượu, nho không hạt, hai giống táo năng suất cao, cùng nhiều giống bông lai, lúa, ngô sinh khối, cỏ dinh dưỡng, v.v. Hiện 22 sáng kiến cấp bộ và cơ sở của anh đều được đưa vào ứng dụng và mang lại giá trị trong thực tiễn. Những cái nghiên cứu của mình á, là không phải là trên sách vở, và những cái nghiên cứu của mình là phải là phục vụ, quay về phục vụ cho người nông dân và xuất phát từ cái nhu cầu của người nông dân, thì lúc đó là có cái thành quả nghiên cứu khoa học của chúng ta mới là sống vào trong thực tế sản xuất. Lấy chữ nhân, chữ đức làm đầu, 32 năm đứng trên bục giảng, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhị đã làm giàu cho mình bằng những sáng kiến, phương pháp truyền thụ kiến thức dễ tiếp thu, dễ nhớ, dễ hiểu, qua đó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều thế hệ học trò. Giờ đây, dù đã bước sang tuổi 65, nhưng với nhiệt huyết, tình yêu nghề, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhị chưa cho phép mình nghỉ ngơi. Thay vào đó, ngày ngày vẫn thầm lặng, miệt mài gieo chữ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Khi mà mình đã có một cái khát khao về một cái vấn đề nào đó, thì bằng cả cái tình yêu thương của mình, thì mình sẽ làm được. Luôn trăn trở để tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả, ít tốn kém cho bệnh nhân suy thận. Sau 25 năm gắn bó với nghề y, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thái Tuấn, trưởng khoa nội thận tiết niệu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, đã có 16 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 2 sáng kiến cấp tỉnh. Những đề tài nghiên cứu khoa học chuyên sâu về phương pháp lọc máu của anh đã giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh mở ra hướng điều trị hiệu quả cho bệnh nhân suy thận. Điều trị thuốc là 50%, còn cái tâm lý của chúng ta có sự đồng cảm và giải tỏa những lo âu, suy nghĩ của bệnh nhân và người nhà, thì sẽ giúp cho bệnh nhân có thể sớm hòa nhập với cuộc sống hơn. Nếu như nhà khoa học giúp người nông dân làm giàu từ những giống cây còn mới, các y bác sĩ có phương pháp giúp bệnh nhân vượt qua hiểm nghèo, người giáo viên nghiên cứu tìm tòi để có những bài giảng thu hút học trò, thì đối với các văn nghệ sĩ, nỗ lực đam mê của họ đã và đang giúp Ninh Thuận xây dựng phát triển một nền văn hóa, văn học, nghệ thuật ngày càng phong phú, sống động và đặc sắc. Sau 43 năm đóng góp cho nghệ thuật, đến nay, nghệ sĩ ưu tú Thọ Thái đã có một danh sách dài những tác phẩm múa ấn tượng. Trong đó, nhiều tác phẩm của anh đã đi cùng năm tháng, có sức lan tỏa rộng khắp, qua đó góp phần làm phong phú thêm văn hóa dân tộc. Khi xem một tác phẩm múa, nó rất nhẹ nhàng mà rất bay bổng, nhưng mà sau cái hậu trường của nó là sự rèn luyện một cách là khủng khiếp đấy, và sự phấn đấu rất là cao mới đạt được đến những tác phẩm, để có những tác phẩm mà người xem, người khán giả thấy là nó rất là đẹp, nó rất là hay. Xác định đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nhà báo luôn đóng vai trò chủ đạo, tiên phong, nòng cốt trong sáng tạo, góp phần giúp nhân dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Vì vậy, với sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh, đến nay Ninh Thuận đã có hơn 20.000 trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Chúng tôi luôn xác định đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, giới nhà báo luôn đóng vai trò chủ đạo, tiên phong, là nòng cốt trong các hoạt động sáng tạo. Vì vậy thì quan điểm của tỉnh luôn trân trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, đội ngũ văn nghệ sĩ cũng như là nhà báo phát triển cả về số lượng cũng như là chất lượng. Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả những cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, thỏa đáng để thúc đẩy giải phóng năng lực nghiên cứu, ứng dụng, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo để nhân lên niềm cảm hứng khát vọng, cống hiến trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học cũng như là giới văn nghệ sĩ và báo chí. Người thành công thường có lối đi riêng, và những lối đi đó không bao giờ dễ dàng và bằng phẳng. Những người sẵn sàng nhận về mình phần việc khó, khát vọng, tâm huyết sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tạo dựng những giá trị cao đẹp.